Việt Nam Toy Show, sự kiện sưu tầm đồ chơi mô hình lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội với mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ đam mê lắp ráp, vận dụng tính sáng tạo. Tại buổi họp báo giới thiệu sự kiện này, Việt Nam Toy Show đã hình thành dựa trên những nhu cầu về kết nối giao thương, sản xuất, buôn bán giữa các công ty đồ chơi trên thế giới, cũng như những công ty ở Việt Nam muốn giới thiệu và quảng bá các sản phẩm của mình tới người tiêu dùng Việt. Được lấy nguồn cảm hứng từ chính trẻ nhỏ, những chủ nhân thực sự của thế giới đồ chơi, ban tổ chức mong muốn xây dựng một sự kiện có độ chuyên sâu cao về lĩnh vực đồ chơi, đồng thời đây còn là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa đồ chơi với nhiều quốc gia khác, thông qua những sản phẩm đồ chơi được khắc họa từ những nhân vật trong các bộ phim hoạt hình. Sự kiện cũng được kỳ vọng sẽ góp sức vào ngành công nghiệp đồ chơi trong nước tiến xa hơn trong thời gian tới.